Lịch sử giáo họ Song Hai từ năm 1927 đến năm 1936. Giáo họ Song Hai chúng con thành lập, xây dựng năm 1927 là do ba cụ trùm gồm cụ Lê Công Dưỡng, cụ Lê Tiến Bàn, cụ Lưu Đình Lịch dẫn dắt khuyên bảo được 7 hộ và 21 người ra rửa tội. Nhận thánh quan thầy Lorenzo, mẹ Teresa làm bổn mạng. Tại nhà xứ Xuân Hòa, do cha Đa Minh Lương Thiện Hương rửa tội và chăm sóc dạy dỗ giáo họ chúng con, cha giao gia đình Cố Chánh Gốc đỡ đầu giáo họ chúng con. Cuối năm 1927, gia đình cụ Trùm Lịch hiến đất để xây dựng ngôi thánh đường. Đầu năm 1928, được sự chỉ dẫn của cha cho phép, chúng con xây dựng ngôi nhà thờ đầu tiên bằng tre, tường đất, lợp dạ, bốn gian để có nơi cầu nguyện. Từ năm 1936 đến năm 1953, cho đến năm 1936, chúng con lại được đón nhận cha xứ Giuse Vũ Như Quỳnh về trông coi và chăm sóc. Giáo họ chúng con đã gia nhập đạo, tăng lên là 50 hộ. Được sự chỉ dẫn cho phép của cha, chúng con đã gom góp xây dựng lại ngôi thánh đường lần thứ hai, quay hướng đông tây. Lúc đó giáo họ chúng con mua được ngôi nhà cột gỗ, vì gỗ bảy gian mái lợp dạ, về chúng con xây cất để có nơi cầu nguyện vào năm 1953. Từ năm 1953 đến năm 1978. Đến năm 1955, chúng con được đón nhận cha xứ Giuse Nguyễn Xuân Hy về trông coi và chăm sóc, dạy dỗ giáo họ chúng con. Từ năm 1955 đến năm 1978, chúng con được đón nhận cha xứ Augustino Vũ Văn Hương về trông coi và chăm sóc, dạy dỗ giáo họ chúng con. Từ năm 1978 đến năm 2006. Đến năm 1978, chúng con lại được đón nhận cha xứ Giuse Nguyễn Chi Trúc về coi sóc và trông nom. Về với giáo họ chúng con, cha thấy ngôi nhà thánh bị xuống cấp, mối mọt. Cha đã kính trình lên Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, đã xem xét và nhất trí cho chúng con xây lại thánh đường lần thứ ba. Một thời gian sau, chúng con đã chuẩn bị xong thủ tục. Cha đã về cắm móng cho giáo họ hướng Nam Bắc với chiều dài 21 mét, chiều rộng 8 mét. Sau đó, chúng con xây tường, cất mái, vì kèo sắt, mái lợp fibro. Vì điều kiện khó khăn nên mái chỉ lợp bằng fibro nên rất nóng. Từ năm 2006 đến năm 2014, đến năm 2006, chúng con được đón nhận cha xứ Vinh Sơn Mai Thành Sơn về chăm sóc dạy dỗ trông nom giáo họ. Khi ấy, giáo họ chúng con có 110 hộ. Cha thấy nhà thờ quá nóng nực nên người đã kính trình lên Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ. Đức cha đã xem xét và giúp đỡ giáo họ chúng con. Được sự nhất trí của Đức cha, chúng con được đón Đức cha về đặt viên đá đầu tiên cho ngôi thánh đường xây dựng lần thứ tư của giáo họ chúng con. Năm 2014, cha đã nhận sắc lệnh của bề trên chuyển đi xứ khác. Chúng con rất lo lắng và bỡ ngỡ. Từ năm 2014 đến nay, năm 2014, chúng con lại được đón cha xứ Giuse Viên Maria Nguyễn Bích Ngọ, tức Trấn, về coi sóc và trông nom dẫn dắt. Cha đã chỉ dẫn cho chúng con đến ngày hôm nay nhờ vào ơn riêng của Chúa, mẹ Maria, thánh quan thầy hằng che chở nâng đỡ chúng con, cùng các bậc thân nhân, ân nhân trong mọi miền Nam Bắc đã giúp đỡ chúng con trong suốt 8 năm xây dựng và đến nay đã hoàn thành ngôi thánh đường trang trọng và lộng lẫy. Trải qua 91 năm hình thành và phát triển, cha ông đã để lại cho chúng con ngôi thánh đường ngày nay. Cho chúng con 6 cha xứ về trông nom và coi sóc, dạy dỗ giáo họ chúng con. 14 cụ trùm đã hy sinh, dẫn dắt giáo họ chúng con. 4 lần xây dựng lại ngôi thánh đường. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, thánh nhân nâng đỡ, phúc trời ủi an. Chúng con mừng đón Đức cha, quý thầy, cùng về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, mẹ Maria, thánh cả Giuse,
Thánh Lorenzo Quan Thầy Giáo Họ Chúng Con cùng Cộng đoàn Dân Chúa, các quý vị trong Nam ngoài Bắc đã giúp đỡ Giáo Họ Chúng Con. Cùng về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn mừng ngày cắt băng khánh thành ngôi thánh đường Giáo Họ Chúng Con. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị ân nhân, thân nhân đã giúp đỡ Giáo Họ Chúng Con. Nguyện đại thương từ bố chúng con, xin giúp con biết nói theo Ngài, xin giúp con vững bước ngày mai. Nhưng thế gian thật nhiều trông gai, để một mai con gặp Ngài trong nước trời. Lorenzo, nguyện đại thương từ bố chúng con, xin giúp con biết nói gian thật nhiều trong gai, để một mai con gặp Ngài trong nước trời, để một mai con gặp Ngài trong nước trời.